Xin chào anh em, hôm nay là ngày 17 tây tháng 7 nè. Thì nhân dịp anh ruột, mày cho mình hỏi tên ông ruột. Anh tên gì luôn? Em đang quay trên YouTube anh nè. Đây rồi. Tên Tý ở Tây Ninh. Anh Tý ở Tây Ninh nè. Anh Tý ở Tây Ninh ảnh mua đập thùng cái con GT90 mấy anh em. Thì anh Tý cũng không có xa, bạn biểu xa quá, anh Tý không có đến mua được. Thì anh Tý anh xem máy trên mạng luôn. Đó, giao quyền cho em luôn. Một cái nhớ anh Tý ơi. Này, có cái nhớ nha anh. Đó. Ok. Đó, giờ mình khui gai anh Tý, dở lên nha anh Tý. Đó. Đó, thì đang quay trực tiếp cho mấy anh em xem luôn ha. Tay dơ. Cái hộp xe anh gói để đi ngoài để đừng bỏ chung trong cái thùng, sợ nó nhiễu nhớt chỗ đó nha. Không anh. Qua wow, nó có đồng hồ giờ luôn tới ơi. Có luôn anh. Nói chung là em không có hứa anh trước, anh hiểu không? Tại vì máy nói chung là nó cũng nhiều quá, thử mình khi mình nói với khách hàng, nói với anh nó phải nói gì nó chữ. Đó. Chứ để nói mà nói sai lệch thì nói em không nói. Hả? Chứ nhập thì theo cái đợt của không? Đúng rồi anh, với vậy nhiều khi nó có đợt đó, công ty nhà máy nó gáp á, còn có đợt không có vậy đó. Quá đẹp luôn anh Tý ơi. Giờ mình cầm nhớ luôn anh Tý. Cái hộp sên là chắc ăn nhông sên còn chuẩn không, có hay không? Có anh, anh muốn cần em mở cho anh coi luôn. Anh Tý ơi. Anh Tý. Cầm nhớ vô nha anh. Rồi. Máy quá đã anh Tý ơi. Mấy cái máy này về anh xài đi, rồi mai mốt anh dục cái ba cái máy ở Tết thì dục bỏ hết đi. Bán. Quyết định mua mà vợ còn chần chừ hả? Trời ơi là trời, đây tôi ai anh thấy không? Mua bán uy tín anh thấy không? Chơi công khai vậy đó thấy không? Đó. Thì anh biết sao không? Sao anh? Vợ cứ bà mấy đến chạy cứ mau xuống rồi cứ đi mua hoài cái nhằn hoài rồi mà giờ này chơi mẹ cái này cho nó ngon. Đúng rồi. Vậy chứ bây giờ em bán anh cái máy này mai mốt là nghỉ bán anh nữa luôn đó. Nếu sao chạy có hư đâu nữa mà bán chạy nào mà mua nữa thôi chứ đâu có hư, mấy máy này có hư đâu. Cái bình nhớt không nó châm rồi cũng bỏ đi lại vô thùng nha anh Tâm, đừng có dục ra. Rồi anh ơi. Nhớ này em đây, em có bán nè anh. Đây có bán luôn nghe, sau này anh nó xài về mấy giờ anh về anh chạy 50 giờ nha. Là anh thay nhớt. Về khổ của đây. Rồi nổ máy anh Tý. Khoan. Này ru đai không? Khỏi anh, khỏi. Khoan. Trong đó có cái gói. Có gói gì nữa chứ nước anh. Có anh. Thì hôm nay anh Tý anh ở Tây Ninh anh em, thì nói chung đây Tý đây, anh mua cái máy GT này cũng qua anh em tin tưởng thì ổng cũng đang chuẩn bị châm dầu nhớt nổ máy anh em. Rồi nó nổ máy đi, về anh chạy xế của mì ủ mì chứ. Rồi
anh tí. Tắt đi, tại máy chưa có nước. Rồi, ok. Rồi, ok, con làm. Rồi để em chụp cái hình máy lại cho anh nha. Rồi chụp số máy lại cho anh lại một cái. Rồi ok anh.